She lay down. She sleep in there. She just sleep. I don't want bother. I don't dare to move my body. Free my body from. Vậy mommy làm chỗ cho ngủ. Chứ đâu thể ngủ kiểu này trời. Ngủ thì được mà sao mommy đi tiểu đi toilet được không? Okay, I run to the restroom, you know what I mean?